Tú Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 128GB, máy bản Nhật, máy xách tay nguyên con từ Nhật về mọi người nhé. Máy này thì còn hộp nhé. Máy có số email là 5476. Email hộp đây mọi người nhé, 5476. Hộp zin theo máy. Về ngoại hình thì máy này đẹp keng nhé, đẹp keng, đẹp xuất sắc. Và về chất lượng thì máy là máy zin áp chưa bung mọi người nhé, chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ cái gì cả. Còn áp chống nước nhé, áp rất là căng. Viên pin theo máy thì còn 96%, một mức pin rất là cao. Bây giờ thì em sẽ thử một số tính năng cho mọi người xem nhé. Thứ nhất là màn hình này, sáng đẹp không ám ố một chút nào nhé, chu tôn đầy đủ nhé. Camera sau rất là rõ nét nhé. Loa to rõ mọi người nhé. Một chiếc máy rất là xuất sắc.